của mình. Clip này mình sẽ làm về cây cận chiến đồ long đao, quay một vòng về quá khứ ấy. Thì ngày xưa đây là đao giết rồng, nhưng mà về với hiện tại thì mình sẽ cầm đi giết zoom. Thế cho là hổ báo, mình thích vãi cả trưởng cái chức năng đặc biệt của cái đao này ra. Nó khá là giống cái thiết long đao, nếu mà không muốn nói thẳng và đầy huỵch toẹt ấy, nó là y hệt, đổi mỗi cái màu thôi mà. Ý ời, anh Tư anh ơi, khổ biết đi, cái cận chiến này nó sida đi, em cầm tim tim đi cover đấy anh ạ. Ui giời ơi, 3Z này thôi, cho thằng Tư nó chiến đấu với. Cứ cầm súng ngắm ông lá vào người nó như thế này thì nó móm à. Ui giời, vãi cả trưởng. Thomson GP, à Thomson Vcoin đứng cạnh Thomson VIP. Một cảnh tượng đầy nên thơ và trữ tình. Thanh niên tiến hóa vẫn chạy. Ui, nó ra đi móc mình này, chết chà mày đi. Ác giả, ác báo đấy. Ở đây bạn ơi, mình sau này. Cái thằng này nó vô cảm đấy nhỉ. Bắn như thế rồi, cứ hụt cắm đầu nó chạy, không để ý gì xung quanh hết. Mày vào đây, mày vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Làm gì, làm gì. À, định nhờn nhờn à. Mày định, mày úi dồi. Mày định nhờn này. Nó nhớ cái con phốc kia đấy. Nhưng mà nó không biết là đằng sau này còn một thằng đang cầm cái khoan. Nó sẵn sàng, nó thông mông bất kỳ một thằng nào bố láo. Rồi anh Tơ ra đây. Một băng TP là con này đi viện ngay mà. Thì đâu mà vội mà vàng. À, định chơi chơi luôn nè. Mày ra đây. Con Tơ ra đây. Tao mất giáp, tao không phải giết được mày nhá. Bây giờ là cái húng chó nó ăn vào người rồi. Nó ăn vào máu rồi. Mất cái giáp rồi. Vẫn chưa được biến hero. Ôi nhấp nháy nữa nè. Ôi giời ơi, em xin. Ngút chuồn chuột vậy. Cứ đầu đầu cái hàng nó tiên bay vào mồm. Rồi y tá chết đi. Các bạn nào lên đây la liếm này bạn ơi. Cho quả choáng. Rồi hero. Và dung non như này, định mệnh mình khá là quan ngại về cái vấn đề thằng hero nó sẽ mút tất. Có lên đây không? Ui nhấp nháy này. Có lên đây không? Mày lên đây à mày? Ui ôi. Và lờ con y tá. Nó ở trên nó chặn luôn cái đường nhảy của mình chứ. Nó không nhảy được. Nhảy giúp ở háng của nó. Vãi cả trưởng. Chết nó, một cái chết đầy tủi nhục một thằng đàn ông. Sida quá. Cái đao này thì mình thấy là các bạn chỉ chơi là bởi vì nó đẹp thôi. Chứ mình để ý là cái chức năng đặc biệt của nó cũng khá là khó dùng. Nó không thể nào, có nghĩa là nhiều bạn chơi hay thì vẫn dùng rất là tốt, nhưng mà nó không được phổ biến đấy. Đẹp là chính. Nhưng mà vào chém zoom thì nó có hai vát chém đặc biệt này, dễ lờ zoom lắm. Nhiều con nó thấy mình chém xịt vào đầu rồi lao vào, nó vào vào kiểu nó chiếm lấy cái cơ thể mình đấy. Ăn nguyên một phát xiên nữa thôi, đi về với cát bụi ngay. Được trên bàn thờ đông thế. Rồi y tá xuất hiện thì thôi thôi. Các bạn ở trên bàn thờ chạy hết đi. Không đi đâu, alo lên thì không đi đâu được đâu. Ô thằng này làm sao này. Ơ bạn ơi, bạn nghĩ sao đấy? Đúng rồi, lên đây. Đúng rồi. Mày đi đâu, chém thường rất là nhanh. Thằng Tơ đang dưới đất. À, này đây, ui trời, định mệnh tiếc thế. Ui giời ơi, tôi tưởng vào đây nó đang trâu máu cơ. Nên là mình mới bắn cố. Biết nó ít máu để chém chết thằng này thì bây giờ mình có thể bung lụa được rồi. Y tá, mày y tá. Mày y tá. Bay kinh thế. Nhấp nháy nào, đúng rồi. Hầm thế, bọn cái bọn ba dép ngu này. Người ta giết con y tá cho đứng ở trên đây quay tay cho nó đỡ móc. Không sướng thì thôi. Cái thằng ba dép trên đấy nó phải trả giá vì mình một cái hành động đầy sai lầm và không có suy nghĩ gì của nó. Cứ thấy mình ăn là dơ mồm vào mà ăn, không nghĩ được cái hậu quả xung quanh. Mấy giống non này, giống non này. Này tiến hóa này, không chơi, không chơi. Anh xuống đây không, làm tí mà anh nhìn em thấy em sợ anh ơi. Người ta bị bệnh tim bẩm sinh. Anh nhìn vẫn ướt tim em nó thẳng xuống này, em đi viện đấy. Ô con tiến hóa không được đây nữa. À đây, úi giời, hút kìa. Mày định làm giàu trên cái sự làm xuống của đồng đội à? Chết luôn đi, đỡ làng nhàng. Nữa này, ra đây. Định mày người ta bán tim bi, cái tiếng súng nó to như tiếng mẹ chửi rồi. Còn không thèm ăn. Nhớ này này thì nhớ đấy, các bạn thấy lúc mình lao vào cái tay nó đống đậy không? Nó định vã mình đấy. Đừng hào nhé, bây giờ không tin là bố con nào đâu. Làm tí không? Bạn làm tí không? Ủi chém xuống cái gì? Bây giờ tôi bắt đầu có cái suy nghĩ lại về cái này rồi đấy. Y tá ấy. Mày đó là mày em biến luôn cho nó nha lành. Hết thời gian rồi em mút được chị y tá. Mút chùn chụt. Úi trời ơi. Y tá đỏ lòm sướng ra đấy.
cầm theo cầu team P này các bạn có thể thoải mái xóa hơn. Chứ nhiều ông xui tôi cầm cái này đi nhặt hòn tiếp tế thì thỉnh thoảng mới chém được một hai con thôi, mệt lắm. Bây giờ cái lick này nó lại bị anh em rất là săn đón. Đây là cái công việc nhặt hòm cái khẩu mà 4 là một sai lần ấy, xong là không cầm lục đi cận chiến thì nó cũng gọi là tương lai nó hơi xa vời. Khó lắm. Úi giời ơi, thôi chết tôi rồi, thằng mặt lợn này nó nhìn mình cái xong mình biến zoom ngay nhỉ. À, giữa sân. Anh em làm gì mà đông thế, đổi súng à. Úi giời, ưng lắm. Mày chạy đi đâu? Ba thằng, hai thằng chết, thằng này phải chết theo đồng đội đi. Úi giời ơi, ưng lắm, vừa vào xanh le này, 8.000 máu. Anh em mà đổi súng hơi chậm chạp. Zoom nó ra được một lúc rồi, các bạn vẫn đang đổi. Mày chạy này. Còn hai đứa nữa. Kết thúc nhanh à? Ui, còn đấy nó đứng lạch lạch là tính là nó rơi đấy. Còn cậu thôn sơn này bay cũng xa phết. Nó thanh niên rất dị, có tư đang nhấp nháy không giết nó đi. Đây ông biến hero. Ông giết đã xong rồi ông ấy biến hero, hơi hư cấu. Tiếp tục clip thôi, phòng kia các bạn thoát ra nhiều quá. Ra cái phòng này chiến binh 1, Ruby 9. Hai cái con số đã nói lên tất cả rồi, chưa gì mà con người mình rạo rực như thế này rồi. Cảm ơn cận chiến này nhảy cũng khá là ok. Đầu nhìn nó to này giống gậy bóng chày cơ, nhưng mà chúng ta có thể thoải mái mà xóa hai hoa bắt bướm gọi là tung rời. Úi giời, anh Diện định lên đây á, định mệnh cái thằng bán xét không chạy à. Ô, nó không chết này, vãi cả trưởng. Cái thằng Diện người ta đã tạo cơ hội cho như thế rồi, thằng kia nó không thèm chạy mà còn không chém chết được nó, cứ cấu vậy. Bây giờ có con đỏ đỏ tiến hóa nữa là hơi khoai này. Úi giời ơi, định mệnh. Bạn thật yếu đuối trong một cái cơ thể thật là cuồng tráng. Bắn mấy viên đã đi viện rồi. Rồi kiếm một chỗ nào nó hoang vu hẻo lánh thì chúng ta có thể thoải mái mà cận chiến đây. À, zoom non nè. Mày vào đây. Nhấp nháy là đúng rồi. Mày vào đây. Chém nhanh lắm. Nó lại còn xa nữa chứ. Một viên 11 tôi chết rồi. Bây giờ chúng nó lại săn mình ở cận chiến kiểu gì rồi. Úi giời ơi. Ô, bọn này nó chạy hơi chậm. Đúng rồi, chúng mình nghĩ là chúng nó về nhảy ở trên, nhảy xuống rục như sung cơ. Ừ, hai đứa nhấp nháy kìa. Vào đây, sang đây nào. Bạn nào có định mệnh hai con nhấp nháy rơi sạch kìa. Trâu thế. Anh gì anh chớp vậy, anh trâu thế. Ui, mày có thằng Nguyễn Diện này nó ngáo hay sao ấy. Cảm ơn bạn nhá. Sao lúc nãy bạn ấy không ăn mình đấy? Có phải bạn biết mình không? Ôi tơ kìa. Tơ nó vẫn không hồi máu. Thật là mạnh mẽ. Và cái tơ của tao chấp hết. Tao và đàn em có tiền 3 chấm. Một mình tao chấp hết. Mày chấp hết là con lợn này. Trận chiến luôn. Trời ơi anh Tơ, anh đừng đùa. Em cứ thấy anh ở tí nào em vào lao vào ngay. Em chiếm lấy thân thể anh ngay. Trời ơi. Có cũng người ta dùng lo này định mệnh. Nào thằng ui, còn hai quả bom nữa mà không kịp đáp. Mười mấy giây nữa thôi mà nó không cho mình bắn cố. Các bạn ơi, đây cũng là một bài học đấy. Là sau có cái gì thì ăn luôn đi nhá. Chắc gì đã sống tới mai mà để củ khoai tới sáng. Định mệnh bây giờ sụng lỗ thì ôm hai quả lưu đạn vãi cả trường. Rồi tiên sư thằng nào nó xăm cái hình nó khắm lọ ở đây chứ nhỉ. Xăm vào cái chỗ này thật sự là rất cạnh mắt nhá. Thằng nào nó biết xăm nó còn xăm nháy nữa cơ. Ôi ôi, nhìn nó kiểu như nó đó đó mắt rồi đấy. Ý, mày chết luôn đi. Ý, thằng Ngụy Diệt định mệnh thái trâu lắm. Nó vẫn theo mình kìa, thằng Ngụy Diệt. Đúng rồi, bây giờ chỉ zoom non thôi, mình chỉ chơi bạn zoom non thôi. Nên đây nào, ôi ôi, phải AFK. Mày vào đây. Nữa nào. Toàn chém vào đầu 4 phát mới chết. Hơi trâu đấy, ui ôi hồi sinh kìa. Một pha hồi sinh đầy thối lòng đấy từ bạn Habet. Nhưng mà rất tiếc là bạn này không ăn được đứa nào cả. Tí nữa là bạn có chết là cái đồ long đao của mình cơ. Lại nữa. Nhấp nháy nào. Rồi. Mày vào đây, còn zoom non nữa. Tôi lại cái thằng mình Zet đây. Cái định mệnh từ đầu trận mình đã gặp nhau rồi. Ôi chết luôn rồi, ba Zet bắn kinh quá. Cứ ăn một viên ba Zet là tương ra. Là một số sinh mạng của zoom non là nó phải làm xuống. Núp nỗ hồi máu đi. Núp nỗ hồi máu đây, tôi đuổi dai lắm ông à. Ông có chạy đến cùng trời cuối đất thì thằng tiền này vẫn theo ông. Xoái ca chưa. Rồi, tơ hay lắm, đồng zoom rồi đấy.
Trận này chém cũng khá khá, nhưng mà zone vẫn còn đông đông, như vậy là mình cảm thấy vui rồi, một niềm vui nhỏ nhoi của một thằng game thủ. Ok kìa, cho bọn này có bom, cho nó chết bớt đi. Người tơ vào rồi, vào trong rồi, cố lên tơ ơi. Mình vẫn đang trông đợi những thành viên mới của gia tộc zombie. Bây giờ chương trình một vợ một chồng hai con gia đình hạnh phúc của nó xưa rồi. Bây giờ tơ cứ sinh sản vô tính ra một đống, hay lắm tơ ơi. Càng đông càng ít. Rồi ra đây dẹt ơi, ra đây. Đấy như thế này này, như thế này là mày chạy đi đâu? Ui xót xa thế. Mình cái con zoom đỏ nó cứ đứng chặn đầu mình là mình hơi xoắn. Ơ mình cũng dừng clip đây thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi nhá.